Liên hoan diễn ra từ ngày 21 tháng 11 đến ngày 23 tháng 11 năm 2019 tại thành phố Hồ Chí Minh với sự tham gia của 45 đại biểu là báo cáo viên đến từ các tỉnh thành trong cả nước và 90 thí sinh của hội thi báo cáo viên giỏi toàn quốc năm 2019. Tham gia liên hoan, các đại biểu đã được trải nghiệm nhiều hoạt động ý nghĩa và bổ ích như lắng nghe chuyên đề tình hình Biển Đông trong giai đoạn hiện nay do đồng chí Phạm Văn Chỉ, nguyên bí thư đảng ủy, chính ủy quân khu 7, chuyên đề tình hình an toàn giao thông ở Việt Nam hiện nay được trình bày bởi đồng chí Quốc Việt Hùng, phó chủ tịch chuyên trách Ủy ban an toàn giao thông quốc gia và chuyên đề lý tưởng của thanh niên trong thời đại ngày nay do đồng chí Nguyễn Minh Triết, nguyên ủy viên Bộ Chính trị, nguyên chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam trình bày. Ngoài ra, các đại biểu còn tham gia sinh hoạt tiếp lửa truyền thống giao lưu với đoàn viên thanh niên tại thành phố Hồ Chí Minh. Điểm nhấn của liên hoan là vòng chung kết của hội thi báo cáo viên giỏi toàn quốc lần thứ 2 năm 2019. Hội thi được phát động từ tháng 6 năm 2019 trong tất cả các tỉnh thành đoàn trên cả nước với nhiều cách tiếp cận mới, sáng tạo và phù hợp với xu hướng vận động của đời sống xã hội và đời sống giới trẻ. Việc ứng dụng công nghệ thông tin, Internet và mạng xã hội được ban tổ chức liên hoan thực hiện ngay từ vòng sơ khảo đã góp phần lan tỏa sâu rộng vào mục đích ý nghĩa và kết quả liên hoan đến đông đảo đoàn viên thanh thiếu nhi và nhân dân cả nước. Qua 10 ngày tổ chức bình chọn trên mạng xã hội đã có trên 3 triệu người tiếp cận các video của các thí sinh, trên 58 triệu lượt hiển thị các video trên Facebook. Kết thúc vòng sơ khảo từ 129 hồ sơ đặt yêu cầu gửi về trên cơ sở kết quả bình chọn trên mạng xã hội và chấm điểm của hội đồng chuyên gia, ban tổ chức liên hoan đã quyết định lựa chọn 90 thí sinh xuất sắc nhất lọt vòng bán kết tại thành phố Hồ Chí Minh. Vòng bán kết 90 thí sinh sẽ trải qua 2 phần thi, báo cáo viên hiểu biết và báo cáo viên tài ba. 12 thí sinh có điểm số cao nhất sẽ tiếp tục tham gia vòng chung kết. Tôi thấy rằng là thứ nhất là về cái chủ đề thì có thể nói là chọn rất trúng và rất đúng trong tình hiện nay, đó là cái chủ đề sáng mãi niềm tin theo Đảng. Nó khẳng định cái niềm tin tưởng của thanh niên vào cái sự nghiệp do Đảng lãnh đạo và sự nghiệp đổi mới mà chúng ta đang tiến hành. Cái thứ hai nữa là chúng tôi thấy là cái cuộc thi lần này có nhiều cái đổi mới. Và thứ nhất là về ứng dụng khoa học công nghệ, nó đáp ứng cái cuộc cách mạng công nghiệp 4.0 hiện nay đang được Đảng nước ta phát động các ngành các cấp tham gia. Cái thứ hai nữa là cuộc thi đã hướng mạnh về cơ sở theo đúng nghị quyết của Đảng. Và thứ ba nữa là tôi thấy cuộc thi có một nội dung rất hay, đó là tranh biện và giữa các cái đối tác cùng thi thì nó thể hiện cái sự công bằng và rất dân chủ và trí tuệ của thanh niên trong tình hiện nay. Tại vòng chung kết, các thí sinh đã tham gia 4 phần thi, báo cáo thực tế tại cơ sở, người truyền lửa, thanh vận khéo và thử tài tranh biện. Sau phần thi báo cáo thực tế tại cơ sở, 6 thí sinh có điểm số cao nhất đã tiếp tục tham gia tranh tài tại vòng chung kết xếp hạng. Tại vòng thi chung kết xếp hạng, 6 đại diện tiêu biểu đến từ 6 tỉnh thành đoàn đã thể hiện tài năng bản lĩnh của mình qua các phần thi, người truyền lửa, thanh vận khéo và thử tài tranh biện. Thể hiện khả năng lý luận và phản biện vấn đề tốt, thí sinh Cao Thị Hải Vân đến từ tỉnh đoàn Quảng Trị đã xuất sắc đoạt giải nhất hội thi báo cáo viên giỏi toàn quốc năm 2019. Phần thưởng quán quân dành cho Cao Thị Hải Vân bao gồm bằng khen trung ương đoàn, hiện kim trị giá 15 triệu đồng và chuyến hành trình tuổi trẻ vì biển đảo quê hương trong năm 2020. Liên hoan báo cáo viên toàn quốc là dịp để các báo cáo viên gặp gỡ, giao lưu, tạo môi trường để đội ngũ báo cáo viên các cấp của Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh có điều kiện học tập, nghiên cứu, rèn luyện, trau dồi kỹ năng, nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ.